Xin chào tất cả các bạn. Em chào các anh chị ạ. Chào mừng các bạn đã đến với vlog tiếp theo của gia đình Hằng nha. Ngày hôm nay thì chúng mình đang ở quê và hai bên này là hai cái chậu mà bố mình đã đổ được từ hôm trước nè các bạn ơi. Đây. Nhưng mà hai cái chậu này thì vẫn chưa được sơn đúng không Quỳnh Nhi? Đã đẹp chưa? Chưa đẹp. Nhưng mà mẹ sơn màu gì? Bây giờ thì mẹ Hằng sẽ sơn cho ông nha. Để mẹ sơn y hệt giống như kiểu là chậu hoa màu đi mua ấy. Vâng. Màu nâu ở màu xám ở bên ngoài này, xong rồi mấy cái hoa này sẽ trang trí nữa nhá. Vâng ạ. Quỳnh Nhi có giúp mẹ không? Có. Nhưng ở mà trên em, này cũng trống không. Em Quỳnh Nhi đang bé chưa biết sơn đâu, sơn hỏng một cái là xấu luôn ấy. Thế Quỳnh Nhi ở bên này phụ họa giúp mẹ thôi nhá. Phụ họa gì? Phụ họa tức là ở đây để cho mẹ nhìn thấy, để mẹ làm động lực để mẹ sơn cho đẹp. Không, con mới sơn của mẹ cơ. Thế thì ok. Học bài xong chưa? Rồi. Bài tập em Quỳnh Nhi nhiều lắm. Ôi trời ơi, ngồi trong cái mũi cắn này. Ok, thế thì bây giờ hai mẹ con mình sẽ bắt tay vào sơn hai cái chậu này nha. Vâng. Ok, sơn thì mình đã mua rồi. Và bây giờ thì bố Hùng sẽ đảm nhiệm công việc đấy là pha sơn nhá. Ok, đây. Ok, bố Hùng pha đây. Bố Hùng có biết mở không? Có chứ. Chuyên gia rồi, không biết mở. Đây là màu gì? Đây màu trắng, màu sơn sơn nót thôi. Đâu sơn nào? Kèn đấy. Ui. Chưa? Giờ anh sẽ đổi ở đây nhá. Thế cái này vẫn phải pha nữa à? Thì mình pha nhạt nhạt ra cho nó loãng ra, mình sơn dễ hơn. À, ok. Thế bố sơn với cả màu gì? Hả? Với nhiều vừa nhiều thế. Đây được rồi. Ở đây còn này. Ok. Okay. Pha pha một ít nước vào đây nhá. Ít nước nữa. Được rồi. Ok. Quấy đều. Quấy đều lên. Wow, nhìn như sữa luôn Quỳnh Nhi ơi. Tí nữa Quỳnh Nhi quét à? Dạ. Ok, tí cho con quét nhá. Xong chưa? Đây, xong rồi đây. Đây. Con đây, cho em sơn này. Ok. Hai mẹ con sơn nhá. Đây, cho Quỳnh Nhi sơn nhá. Ta sẽ cho sơn mẹ. Ok, được rồi. Rồi, bây giờ cho lên đây nhá. Ui dồi, khéo chảy xuống con. Có vẻ vẫn loãng hay sao á. Yeah, khéo mà bay ra quần áo nha Quỳnh Nhi nha. Và con phải ngồi xa. Ngồi xa ra hả? Đây, chúng ta sơn lót như thế này thì người bán hàng bảo là sẽ tiết kiệm được cái màu hơn ấy. Cái này màu trắng mà khô vào thì mình sơn cái màu kia lên thì nó sẽ nổi bật hơn mà nó nhanh hơn. À, ok. Nếu mà không có sơn lót này thì mình sơn trực tiếp màu lên đây cũng được ấy mà bố nhở? Đúng rồi, nhưng mà mình sẽ phải sơn, nếu mà để cho đẹp nổi bật thì phải sơn tầm khoảng 2-3 lớp gì đấy. À, thế thì tốn cái màu đúng không? Đúng rồi. Mẹ mình vào đây rồi. Ý con sẽ sơn bên này. Để xem là chúng ta con bị cho ý rồi. Cho vào đùi rồi hả? Do là con sơn mạnh quá. Đây là chữ gì đây? Đúng hai mẹ con, chữ gì? Russia hảo Pinky lê. Chữ Việt Nam mà sao lại đi đọc chữ Trung Quốc? Đây là chữ tài lộc. Đây chữ tài lộc phải không? Lộc. Con ơi, con sơn chỗ khác đi, sơn chỗ nào mà chưa có ấy. Đèn tên tên, đến mặt này rồi, Quỳnh Nhi sơn đẹp rồi nha. Wow. Đây là chữ gì đây? Chữ lộc. Tài lộc, giống tài bên lộc. Kia. Ừ, giống à? Giống mà. Ở đây có hoa sen bố vừa tô hoa sen hả? À. Rồi. Ừ, đẹp rồi nha. Ui, từ nãy giờ rồi mà chưa xong sơn lót của một cái đây nè. Nhưng mà ông đổ tận mười mấy cái thì sơn bao giờ mới xong đây Quỳnh Nhi. Ở trước kia kìa. Ôi ơi. Nhưng mà con cũng thích sơn mà, làm sao mà hết được. Thế chắc là tối nay cho Quỳnh Nhi ở đây sơn luôn. Hả? Chưa? Hả? Không phải vào ngủ đâu. Quỳnh Nhi. Dạ. Thế con ra kia con đếm xem bao nhiêu cái chậu cho bố đi. Thế Quỳnh Nhi ra đếm xem. Ra đếm xong rồi thì con. Thế xác định là mấy ngày mới xong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cái mẹ ơi. 14 nha. Oh my god. 14 cái có một thao một sơn nha. 14 cái. Các bạn ơi, sơn xong rồi còn chưa biết trồng cái cây gì đây nè.
14 cái là 14 loại cây trồng đấy, tha hồ mà mua cây cảnh nha. Ok. Cây này, trong đây có 2 cây đây. Giời ơi, 2 cây đấy. 2 cây này bố Hùng với ông mới ương hay sao á. Đây 2 cây này là mới đánh lên. Đây là cây hoa giấy này. Đấy, ừ. Còn đây là cây sung này. Cây hoa giấy to thế này xong rồi cho lên cái chậu này làm sao mà đẹp. Về sau mình sẽ làm một chậu to hơn. Trời ơi. Thôi từng này chậu là được lắm rồi. Nè, nhìn đẹp chưa? Không biết là khô nhanh không đây? Mong là khô nhanh xong tí nữa chúng ta còn lên màu chứ. Đây chị ơi, sơn lớp xong rồi này. Sơn màu trắng xong rồi này. Sơn màu trắng xong rồi, bây giờ hai mẹ con mình sẽ mặc áo cho hai cái chậu này nhá. Hả? Mặc áo á? Mặc áo mới. Ta chỉ chạy ít. Ui dồi ôi. Các bạn ơi, bạn em Quỳnh Nhi lúc nãy sơn màu trắng thế là bị nhem nhuốc hết tay, thế sợ luôn. Bây giờ sơn màu khác mới dám sơn đấy. Nào. Màu nào ở đâu? Màu xám tô hết vào. Wow, như này. Tô hết vào đó. Tô hết vào trên này này. Đó, tô như màu trắng lúc nãy luôn. Yeah. Nhưng mà thế còn hoa sen. Hoa sen cũng tô hết, tí nữa chúng ta để như thế luôn. Đấy. Lấy ít thôi, con gạt vào cái thành này này. Đấy. Đây này các anh chị ơi, nhìn này, em Quỳnh Nhi lúc nãy tô lên cả tóc luôn. Bây giờ tóc em Quỳnh Nhi là bạc rồi. Hay là chúng ta gọi em Quỳnh Nhi là bà cụ Quỳnh Nhi. Không. Bà cụ Quỳnh Nhi ơi. Mẹ. Ok, tôi không chơi em Quỳnh Nhi nữa. Bà sẽ gọi mẹ tên là Bin ơi. Bin là tên con trai mà. Ai bảo là mình gọi con tên bà cụ. Thôi tập trung tô đi cho nhanh. Chị ơi, nhìn quả mít của em to cho anh. Quỳnh ơi, sao quả mít to thế? Ôi, quả này có mà nặng cân cùng Quỳnh, bằng Quỳnh Nhi đấy nhở? Phải không con? Vâng. Con nó bê được không? Dạ. Con nâng thử xem nào. Trời ơi, quả mít to quá các bạn ạ. Trời. Cũng bó cái dính cái gì rồi. Đấy là bị nhựa mít đấy. Rồi con quẹt vào đi. Ok, quả mít này to lắm các bạn ạ. Đó, nhìn nè, mình đo cho. Bên này phải tầm 25 cm, chỗ này phải 40 cm. Trời ơi, quả mít to thế này có mà ăn bao nhiêu ngày mới hết của con? Vâng, con không biết. Thế mình ra xem cây mít đi. Vâng. Ok. Đâu cây mít nhà mình đâu nhỉ? Kìa. Trời ơi, cây mít này còn bao nhiêu quả đây hả con? Con không biết mấy con quả đếm luôn. À? Trời ơi. Nhiều quả quá. Nhiều quả quá không đếm hết à? Các chị ơi, đây là một đàn gà này. Các bạn ơi, đây là đàn gà của Quỳnh Nhi nhá. Đấy. Của ông bà chứ nhỉ? Vâng. Ôi, ba đây, chị ơi, hai cây hoa này. Ôi, đây là hoa gì đây con? Ba hoa luôn rồi. Ôi, hoa này các bạn ơi đẹp không? Đó. Đấy, bên này hai nữa. Cây. Ba cây. Ba cây. Cây này cây mini à? Mini nhưng mà khác. Đúng rồi đấy các bạn ơi. Đây này, hai cây này khi mẹ Hằng tô xong hai chậu thì mình sẽ đánh hai cây này vào chậu nhé. Các chị ơi, vải này. Đấy, đây là cây vải của ông bà này, của Quỳnh Nhi này. Wow. Con vải mà quả con thử ăn nhá. Con thử ăn xem nó có ngọt không. Có bóc được không? Thế để bố bóc thử cho. Bố bóc con nhá. Vâng. Con ăn xem nào có ngọt không? Sao? Chua. Chua. Đây, các bạn ơi. Đây này, vải này. Cực kỳ là sai nhá. Đó, đây này, bên này nữa. Sai lắm nhưng mà vẫn chưa chín các bạn ạ. Mới chỉ hơi hơi đỏ cuống một tí thôi. Trời ơi, cây này á, thao mà ăn rồi thì Quỳnh Nhi nhỉ. Trời ơi. Có chua không? Ngoảnh mặt đây xem nào. Chua nhưng mà vẫn hết các bạn ạ. Đó. Đây. Đây nhà mình chỉ có hai cây vải thôi nhá. Đây một cây này, để cho các bạn xem toàn thể cả cây này nhá. Đấy, nhìn thấy toàn quả không? Cây này có khi mà vặt là phải được được tạ, hai tạ không? Chắc được hai tạ đấy. Đầu hai tạ, một trăm tạ. Các anh chị ơi, em mời các anh chị đến nhà em ăn quả. Đây, mời các bạn nhá. Ai ở Bắc Giang thì về Mậu Sơn Chu Điện là ăn vải nhá. Mời tất cả các bạn nhá. Quỳnh Nhi ơi, còn bên đây này, đây cái gì? Quỳnh Nhi. Dạ. Đây cái gì đây? Đâu? Đây. Cái này. Đây này. Quả gì đây? Quả đào. Ôi, cây này, cây đào này. Cây đào Tết cũng có quả rồi đấy con ạ. Nhưng mà chưa chín, không biết là chín chứ. Chắc có khi ăn được rồi chứ. Đào đấy là đào. Ở đây ăn được rồi các bạn ạ. Cũng to rồi đây này. Nhưng to nhưng mà bằng nuôi cả cái mông luôn ạ. Đúng rồi, đây. Đây còn cây vải này. Cây vải này thì bé hơn cây vải kia các bạn ạ.
Nhưng mà đây có một chú chó này. Đây là hai bạn này tên là gì con? Đây là một là cầu vồng tình yêu, hai là cầu vồng mưa. Đâu cầu vồng tình yêu đâu? Đây cầu vồng tình yêu đây, xám. Đây đây là cầu vồng tình yêu này. Còn bạn kia là cầu vồng cơn mưa. Cơn mưa. Ok. Đó, nhà mình có mấy loại hoa quả đây. Cũng chuẩn bị được ăn hết rồi các bạn ạ. Đấy, mời tất cả các bạn đến đây ăn ăn vải với ăn mít nhà mình nhá. Em ơi, được mấy cái rồi mà cứ ngồi mãi đây thế? Hả? Được mấy cái rồi? À, được hơi bị nhiều đấy nhá. 1, 2, 3, 4, 5 cái rồi. Ơ, nhưng mà anh thấy ở bên này mới sơn trắng mà. Cái này mới sơn trắng, chưa sơn màu xám nhỉ. Đây, bên này mới sơn phụ thôi, đã sơn chính đâu. Thì trong lúc đợi cái kia khô thì chúng ta phải đi sơn cái khác chứ ai mà ngồi mà đợi một cái mãi được. Đây, đâu cho các bạn sang bên này xem nè. Đâu tên tên. Đây nè. Đây đây, đây là màu vàng à? Màu vàng, tí nữa em sẽ làm màu vàng để nổi bật lên những cái bóng hoa này này. Ờ, nhìn đẹp hết rồi đây nhờ. Đâu, nhìn bóng để chưa? Anh xem nè. Bóng wow, đẹp nhờ? Quá đẹp luôn. Đấy. Đây là có khi là vợ chồng mình cả nhà mình lại còn làm cái thử thách 24 giờ sơn chậu. Sơn chậu đúng không? Đây, các bạn ơi nhìn này, trời tối om rồi nè. Đây có cả mặt trăng ở kia kìa. Đấy. Cái sơn cái này lâu rồi, lâu luôn tại vì thì mình phải sơn từng lớp một chứ. Sơn lớp trắng luôn. Này, xong rồi lớp xám này, xong rồi lớp màu lớp đỏ nữa. Này. Đấy. Đây còn chưa xong đâu nha, mà đây lớp chưa mấy xong. Tiếng rồi. Đó các bạn ơi nhìn thấy đẹp chưa? Đấy, bên này nữa này. Này có đấy. Khi cả nhà mình hành nghề bán chậu này được đấy. Có ai mua chậu để trồng cây thì đấy, liên hệ với mình nhá. Đây, đây có cả đế này. Đế nó còn chưa được sơn phải không? Chưa sơn đấy, gì đấy, mới sơn được cái mặt trên này thôi các bạn ạ. Đó. Nhưng mà mệt quá, đói quá rồi. Hay thôi mình nghỉ đi. Nghỉ đi mình vào nấu cơm ăn cơm xong rồi. Tí nữa rảnh thì mình lại ra làm tiếp. Ok, thế lúc nào rảnh thì làm tiếp nhá. Ok. A few moments later. Em ơi, hai cây này trồng xong rồi đấy. Xong rồi. Đấy, bên này là một cây này. Đây là chữ gì đây? Tài đây lộc. Là chữ tài lộc. Đó, này, anh nhìn thấy chậu chúng mình sơn xong rồi lên lên trồng cây lên thì có đẹp hay không? Quá là đẹp luôn chứ. Đây, còn cây bên này nữa này. Anh khen thì nói làm gì, còn phải để các bạn đang xem khen chứ. Ok. Bên này một cây nữa. Bên này cây này cũng đã vừa mới trồng xong luôn. Đúng rồi. Các bạn ơi, vừa mới trồng xong luôn đây nè, còn chưa cả kịp tưới. Cái này phải đến tối mát tưới thì mới đẹp. Đây này, ở đây còn bao nhiêu là mầm đây này. Về sau mình mà muốn trồng cây ra, mình cắt cái này ra là mình trồng được đấy. Rồi ơi, thôi. Ở đây còn có cây rau mùng tơi trên này này. Mùng tơi. Đây. Phải không? Không phải. Tưởng cây rau mùng tơi tối vặt nấu canh luôn. Các bạn ơi, mình trồng hai cây này ở hai bên nhà đấy là cây cây vạn tuế đấy. Đây. Thấy đẹp không? Để cho các bạn xem này. Đây này. Đó, đây. Hai cây đây. Đây là hai cây ở hai bên nhà luôn. Thế mình còn trồng ở đâu nữa không? Có chứ. Các bạn ơi, mấy ngày hôm qua thì mình đã sơn được hoàn chỉnh là 5 cái chậu và đây. Hai chậu đây nữa. Ok, hai chậu này thì trồng cây gì đây? Hai chậu này với hai chậu kia là khác nhau tại vì đây là hai chậu chân liền. Chân liền đúng còn rồi. Lúc nãy là hai chậu chân rời. Hai chậu này thì em định trồng cái cây này này, mua về đây mấy hôm rồi nhưng mà chưa trồng. Ok, anh thấy héo rồi đấy. Đây này. Quỳ Nhi với em nhìn thấy có đẹp không? Đây là hai cây mẫu đơn, ở bên này một cây nữa. Ok, thì sẽ trồng... thế mình trồng vào hai chậu này nhá, hai chậu chân liền này. Ừ. Đây. Nhím ơi, Quỳnh Nhím Nhi ơi. Có... em Quỳnh Nhi có trồng trồng cây với mẹ không? Trồng cây nào? Đây, hai cây mẫu đơn này. Trồng không? Bây giờ chúng mình đi xúc đất xong rồi cho vào hai cái chậu này. Ok. Đây cũng là cây mẫu đơn đây. Này. Em Nhím có trồng cây không? Trồng cây cùng bác không? Em... em Nhím chưa biết trồng đâu. Các bạn hôm nay em Nhím hôm nay bị mất điện. Thế là em Nhím ngủ được một tí thôi à. Đang nhìn đang buồn buồn kia kìa. Quỳ Nhi hôm nay giống như hai con chích trẻ đây này. Trời ơi, xinh gái thế nhỉ. Okay. Hai chị em xinh gái nhờ. Bây giờ bố Hùng đi ra xúc đất đi để xong chúng mình dồn vào hai cái chậu này đã. Ok. Đi. Đây các bạn ơi, đất đây là bố mình đã trộn phân với lại ít trấu rồi. Để trồng cây cho nhanh tốt đấy. Ok, chúng ta phải lấy cái đất nào mà tốt tốt đi. Còn rồi, đất màu đấy. Đất màu thì mới trồng cây cảnh được chứ còn đâu. Đất đất liền có mà nó chặt đất quá, cây nhanh chết lắm, không mọc dễ được. Ok. Mỗi một chậu kia ít nhất phải 2 xe này các bạn ạ. 2 xe cơ à? Ừ. Uầy, thấy cái chậu kia nhìn thế mà bên trong to ghê nhở? Đúng rồi. Tại vì cái chậu kia nhiều đất, xong rồi lại cái cây cảnh của mình thì lại cái bầu nó bé.
Ok, đây được rồi. Cô Nhi có ngồi lên đây không? Không. Ngồi lên đây, bố chở đi. Đẩy cho bố đi. Không, không ạ. À. Đi. Có đẩy không? Không. Cô Nhi chả thương bố thì chả đẩy cho bố gì các bạn ạ. Chứ tranh thủ ra ăn vải luôn. Đây. Đã bóc đâu mà rồi. Ơi trời, đã bóc đâu ngồi để em ăn luôn ạ. Đây mình sẽ che kín hai cái này vào. Ơi cái này. Cái này phải che kín rồi các bạn ạ, không thì nước nó chảy hết. Quỳnh Nhi ơi. Dạ. Con không giúp bố à? Không, con đang ăn. Trời ơi, vừa ăn ở dưới cây kia xong bây giờ lại lên đây này ăn tiếp. À đâu, con đã ăn được miếng nào đâu. Bố thấy con ăn vặt mấy quả liền rồi gì nữa. Đâu. Đâu cái gì mà đâu. Con đã được ăn miếng nào đâu mà rồi. Bị rời á? Quỳnh Nhi có giúp bố không đây? Từ từ, con đã ăn vài mà. Ăn đi, ăn hết đi. Đây, các bạn ơi, một xe rùa này cũng đổ gần chậu này, chưa cả đất ở trên đâu đấy. Đấy. Bố cho con một cái, cho con thử một đi. Con xúc á? Ừ. Đây, sau này bố cho xúc này. Thế nào, các bạn ơi, xem cái nhìn con xúc được nhá, cái sẻng này cho người lớn thôi. Đâu, xem nào. Sức khỏe thế nào, cầm nha, đúng rồi cầm thế. Nặng quá, đây đây để bố giúp. Xúc ít thôi. Ok, xúc ít thôi xem nào, ít thôi. Rồi, ok. Mở cái tầng này. Nâng cao, đúng rồi, con bé còn chỉ xúc thế thôi. Ok, bố thấy được rồi đấy. Từ từ nào, tí nữa bố cho xúc. Bây giờ bố sẽ cho cây vào đây nhá. Vâng. Ok, các bạn ơi, đất này đủ rồi, bây giờ mình sẽ trồng cây vào nhá. Nhưng mà bố ơi, con bảo này đi. Cây bé như này mà bố cho ít đất như này là không bằng giống cái cây kia đâu. Ôi giời, cây này bé nhưng mà tí bố cho vào đây xong rồi bố lại cho đất lên trên cơ mà. Ừ. Phải không? Bố sẽ cho đất vào đây để bằng nhau, đúng chưa? Vâng ạ. Chứ bố phải có trồng cái này đâu. Ok, bây giờ bố sẽ trồng cái này luôn nhá. Ok nào, em giữ lá cho anh để anh đổ. Cái này bị phải đổ ra, cái này không nâng được ra đâu. Đổ như này á? Ờ, từ từ nào. Cây này hoa đẹp cái này các bạn ơi. Cái này cây đất. Hoa màu đơn này, to chưa? Để xem bố Hồng có biết trồng không đây. Trời ơi. Này cái này, cây này lấy ra có cái, dễ không nhỉ? Cây này bố mẹ cho cái đất trên này rồi. Đất đâm ra nó chặt ở trên rồi. Không lấy ra được, khó lắm. Ôi đây, để con làm cho. Để mẹ lôi ra nhá. Ok. Nhưng mà lôi là nó bị bục ấy. Đấy mình thế phải đào hết đất ra. Đào hết cái đất mặt trên này ra. Bởi vì đất mặt trên là đất mịn. Thế trồng cây cũng vất vả ghê chứ. Ok nào. Được không? Đâu rồi em lấy cái số. Đây. Từ nào. Đấy cho ra. Đấy các bạn ơi. Wow. Đây. Được thẳng luôn một cái rất là nhiều dễ luôn. Đó. Ok đây. Bây giờ mình sẽ trồng ở đây nhá. Cho vào đây. À, từ từ ăn. Hả? Từ từ nha. Làm sao? Mình phải lấy bớt cái đất này ra đã. Bóp bên này này. Đấy. Vì đất trong này là đất toàn đất ấy thôi, đất trấu thôi. Đó, ok được rồi đấy. Thấy chưa? Ok. Em Quỳnh Nhi bị đất bắn đâu rồi. Không biết có sao không con? Ừ. Thế vào đây để trồng cây nào. Em anh thấy cái này nó hơi thấp đấy. Hay mình cho thêm đất vào đi. Ok, đây okay. Con đấy. Em xúc cho anh một xẻng vào đây. Gì? Đây, xúc một xẻng vào đây. Ok. Cái đấy à? Cái đấy. Cái đấy để hôm sau có cây khác thì mình ok được rồi đó. Đấy. Tầm như này. Được chưa? Ok. Đấy. Hay đổ nhìn vào thẳng nhá. Chưa? Nhìn này, em nhìn thẳng chưa? Dựa chưa? Cân dựa chưa? Rồi anh thấy được rồi đấy. Okay. Em đổ đất vào đi. Yeah. Nhưng mà mẹ cho con một sẻng. Nào, sẻng. Rồi em để Quỳnh con xúc thử xem nào. Em Quỳnh Nhi đòi làm đây nè. Đây. Ôi trời okay. Ơi, hoa lên chạm vải luôn rồi. Cái này các có khi phải kéo sang bên này một tí. Hoa chạm vải rồi. Rồi, con Nhi xúc đi. Thay vì mình kéo sang một bên thì mình ăn hết vải đi là được mà. Ờ, hay thế nhỉ. Vải cũng đang chín rồi. Sắp chín rồi. Đang là mùa vải mà. Được không con? Mang đây mẹ làm cho. Để mẹ xúc đi con. Rồi, Quỳnh Nhi đi ra. Nhi lấy cái ca đấy à? Ra. Đổ vào cái ca đấy thì bao giờ mới đầy cái chậu hoa này? Hả Nhi? Được mà. Được mà. Có mà phải
phải mấy ngày ấy, mấy ngày thì mới đầy được cái chậu này ấy. Các anh chị ơi, em Quỳnh Nhi đổ đất vào ấy bằng cái ca này, ca uống nước này thì chắc là mấy ngày sau. Đây, cả nhà Quỳnh Nhi đã trồng được một cây rồi đây, tên tèn. Đó, cái này là chưa tưới đâu nha, đẹp chưa? Mẹ ơi, chưa tưới làm sao nó chết luôn đấy. Tí nữa mình tưới làm sao đâu. Đây, hoa đây. Tên tèn. Ngày xưa cái hoa này thường thường đi hái cái ấy ở giữa xong hút cái mật đúng không bố Hùng? Đúng rồi, ở trong có mật ngọt đấy, nhưng mà bây giờ nó đang héo rồi, không có mật đâu. Muốn hút cũng không có đâu. Quỳnh Nhi làm gì đã được hút cái mật của hoa đấy đâu. Nhưng mà con hút cái mật của hoa khác rồi. À thế à? Hoa tím tím ấy. Ngày xưa anh Tùng cho con hút đúng không? Ở ngoài kia thì anh Tùng mà treo con đi. Hút có mật không? Có. Con Tần đi ra đấy một mình để con hút thôi mà. Ủa, không phải hoa nào cũng hút được đâu nhá. Vâng. Hoa nào mà ai anh Tùng hay bố mẹ cho hút thì hút thôi nhá. Đây, cái chậu này cũng sắp được cho cây vào rồi. Để hết đất rồi, bây giờ đi chở đất nha các bạn. Ok, con đi chở thêm một cây đất nữa. Tiếp. Các anh chị ơi, nhìn này, em mới lấy đất ở trong kia kìa. Bọn em ra lấy rồi. Nào, bây giờ cho vào. À, tí nữa con có cho vào chứ. Tí nữa mới cho vào à? Vâng. Thế bây giờ mẹ đố Quỳnh Nhi xuống bắt được một con gà để tối thịt. Nhưng mà con gà kia bị sao kia? Đâu? Ôi, nhà Quỳnh Nhi có con gà sao mà bị trọc hết lông rồi kìa? Hai con luôn hả? Con kia cạnh con kia kìa. Nhà bà Quỳnh Nhi nuôi rất là nhiều gà luôn, nhưng mà toàn là gà bé thôi. Mít này các bạn, các anh chị ơi. Mít hơi bị sai luôn. Ở bên này có cây vải này. Cây vải thì em Quỳnh Nhi ăn gần hết rồi, gần đâu? Đâu, khi nào ăn đây nữa này. Đấy, quả gì? Quả gì ơi? Quả gì mà giống quả vải đây? Quả xấu à? Rồi ơi, đúng là chả biết gì. Quả nhãn. Quả nhãn? Đây quả gì? Quả xấu. Quả gì ấy? Bên đấy á? Quả vải. Bên đấy quả xoài mà. Đâu? Quả xoài kia kìa. Đây quả xoài đây. Đâu? Quả đây con có phải ăn quả xoài đâu. Đây là quả nhãn. Quả gì nhỉ? Quả gì? Quả nhãn. Quả gì đấy? Quả nhãn. Vả. Vừa mới bảo xong. Đây bố Hùng lại được thêm một xe nữa đi về đây rồi. Bố thêm mấy xe rồi? Con đếm nữa. Dạ. Như 4 xe rồi sao con ạ? Đây là xe thứ 4 rồi. Mỗi bố Hùng làm thôi, mang tiếng là cả nhà trồng cây, nhưng mỗi bố Hùng làm. Mẹ thì lo cầm máy, còn Quỳnh Nhi thì mãi ăn vải, xong rồi giờ ngắm xem con gà nào thịt được rồi thì tối lại lấy của bà xem. Quỳnh Nhi thấy con gà nào thịt được chưa? Không phải là con xem con gà nào bị chọc lông. Xem con gà nào bị chọc lông. Thế để tối bắt thịt đỡ phải đun nước hả con? Con bảo này, con thấy con ba con rồi. Mấy con? Ba con. Ba con gà bị chọc lông á? Vâng. Hay tối bảo bà là thịt luôn đi, chọc lông rồi nuôi làm gì nữa? Kìa. Đây em Quỳnh Nhi bảo mấy con gà bị chọc lông. Thôi được rồi. Kìa nữa. Ui nhiều thế, không biết làm sao ấy nhờ. Anh ấy xoay cái chiều ấy nó ra cho đẹp. Ok đâu, để xem nào. Có cái chiều này đẹp hơn chứ. Đấy, phải xoay ra như thế, đúng rồi. Này phải không? Bố mẹ không cho con đi đâu à? Cho em Quỳnh Nhi ở đấy luôn. Ở đấy luôn đi. Ra đây. Ok chưa, bây giờ hello. Cho đất vào. Đây, bây giờ hai thanh niên lại cho đất vào nhá. Lắp đất lên. Cây này thì được có hai cái hoa một bên thôi. Bên này lại không có cái hoa nào. Bây giờ mình trồng chậu to ấy, thì nó mới lên hoa nhiều chứ. Cái kia chậu nhỏ thì nó sẽ không có hoa, dễ không mọc được. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tưới nước nhá. Đó. Đấy, trồng rồi, bây giờ tưới. Ý, chảy hết kìa. Ok. Đây này, tới bên này nữa. Tới đẩy cái này, mình không tưới hoa được. Đó. Bố tưới kiểu gì mình à? Phải tưới nhiều nước mới ẩm được. Cái này phải từ từ chứ. Mà. Thấy chưa? Cái này nước nó chảy nhiều quá. Đó, chảy hết ra đây rồi này. Để từ từ để cho nước nó ngấm dần nhá. Đấy, nhìn này, nước chảy hết ra đây rồi này. Mình
mình sẽ tưới ẩm một lần, sau đó mai mình sẽ không tưới nữa. Bố ơi. Được rồi. Gì bố, cho con thử một lần. Con thử á? Thế sang bên này thử đi. Này. Vâng, nước. Đây, bố cầm đây cho. Con cầm một tay đây. Tay, đây đúng rồi. Đó. Cho nó ẩm nó đi ra xa khác đi. Đấy. Cái này nó nước hơi nặng nên là bố sẽ giúp nhá. Mình sẽ tưới ẩm vào. Đây này. Được rồi. Để bố giúp con nào. Đây bên này nữa. Là được, đấy. Bố ơi, hai cái cây kia có tưới không? Có, nhưng mà hết nước rồi, phải đợi. Để bố đi lấy thêm nước nhá. Vâng, hai bên kia ấy, bác tự tưới nhá. Ok, thế để bố lấy nước cho con tưới nhá. Vâng, okay. Yến ơi, Yến có tưới cây cùng bác không? À, trời tối rồi có tưới cây cùng bác không? Nhím ơi, nhím nhìn kìa. Có ai trên điện thoại kìa? Các anh chị đang xem nhím kìa. Đấy. Em nhím chẳng cười cái gì. Thôi, nhà mình trồng cây cũng đến tối rồi. Bây giờ mình phải chào tạm biệt tất cả các bạn thôi. Bye bye các bạn nha. Mình phải đi nấu cơm đây. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Bạn nào mà nhìn thấy cả nhà mình sơn trồng đẹp với trồng cây đẹp thì nhớ để lại tim và bình luận nha. Bye bye. Ok, bye bye, nhìn bye bye đi. Nhìn đây. Bye bye.